Tôi đang có mặt tại cà phê Không Gian Xanh của huyện Ngọc Hồi. Hiện tại thì cái đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta đang thi đấu với đội U23 của UAE, của đội tuyển đây là đội tuyển của các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thua đội tuyển Hàn Quốc thì đội Việt Nam chúng ta đã vào gặp đội UAE để tranh giải ba huy chương đồng. Bây giờ tôi cùng các bạn vào trong cà phê Không Gian Xanh cùng với Vinaphone của huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum để uống cà phê miễn phí và cùng cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta nhé. Thì bây giờ tôi sẽ vào cái cà phê Không Gian Xanh. Bên trong thì các khán giả của chúng của huyện Ngọc Hồi, đặc biệt là khách hàng Vinaphone có cho mặt ở trong cà phê rất đông, và chúng ta phải vào trong xem tham quan nhé. Sau khi chấm dứt công việc ở UAE, ông Carlos Alberto Parreira đã trở về Brazil và trở thành huấn luyện viên trưởng của tuyển Brazil. Xin chào. Cấp năm 1994. Đó là giải đấu mà Brazil. Khách hàng Vinaphone à? Có xin được Vinaphone. Xin chào các em Vinaphone nha. Đây là khán giả của khách hàng Vinaphone đang cùng với đang uống cà phê miễn phí tại Không Gian Xanh với cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là cái nhân viên của Vinaphone tranh thủ chăm sóc khách hàng luôn. Vinaphone là một trong những cái đơn vị tổ chức cái buổi xem truyền hình trực tiếp và phục vụ cà phê miễn phí, đồng thời là chăm sóc khách hàng trên địa bàn luôn. Giải vô địch quốc gia của UAE có từ năm 1973. Đến bây giờ thì Al Ain là câu lạc bộ vô địch UAE nhiều nhất với 13 lần đăng quang. Tiếp theo là các đội Al Wahd và từ cuối năm trước các thương hiệu nhá. Sang giữa năm sau, đội bóng đá vô địch mùa giải 2017-2018 là Al Ain, vô địch thứ 13 của họ. Vừa rồi các đội tuyển U23 của chúng ta đã bị ghi một bàn rồi. Từ một sai lầm của đội tuyển Việt Nam, chúng ta đã bị đội trước dẫn trước một bàn. Phát hiện và ngăn chặn của các trung vệ, khoảng cách giữa các trung vệ và tuyến trên là tương đối xa. Rồi đây là cái bàn thua của đội tuyển chúng ta. Tốc độ của Bùi Tiến Dũng trong tình huống chen chúc vừa rồi cũng là không đủ để ngăn chặn được khả năng bứt phá của cầu thủ đối phương. Và ghi bàn đầu tiên ở giải đấu này của cầu thủ Al Hasbi. Và chúng ta cùng hy vọng bàn thua bất ngờ này, bàn thua có phần đáng tiếc này sẽ khiến cho cầu thủ bình tĩnh, chơi mạnh dạn hơn và máu lửa hơn. Bàn thắng đến với đội tuyển chúng ta quá sớm, hy vọng là đội tuyển chúng ta vẫn giữ được cái tâm lý tốt để thi đấu tiếp theo ở những phút tiếp theo. Quang Hải. Anasvi. Alanki. Đó là một pha bóng mà người phòng ngự đã không có mặt để có sự ngăn chặn cần thiết. Không đi cùng với những tình huống xử lý của đội bóng đỏ.
Vinaphone chuẩn bị cái đội ngũ nhân viên chuẩn bị cổ vũ cho đội ngũ U23 Việt Nam nhìn rất hoành tráng đúng không? Ở trái tim Vinaphone. Rõ ràng là có những đội viên chủ quan, kinh địch ở những phút vừa qua. Dù thế nào thì cũng phải nhớ ra UE là nền bóng đá đã từng dự vòng chung kết World Cup. Đó là thời điểm World Cup chỉ có 24 đội có mặt. Ở trận cấp thì họ cũng đã từng một lần lọt vào trận chung kết. Vinaphone tranh thủ chăm sóc khách hàng luôn trong cái xem bóng đá miễn phí và đồng thời chăm sóc khách hàng ở trên địa bàn huyện luôn. Năm 2014 thì Olympic Việt Nam cũng đã đối đầu với các tiểu vương ở vòng 18 và khi đó chúng ta đã thua với tỷ số 1-3. Duy Mạnh, Tiến Dũng, với các đồng quan khác. Điều chuyển người mạnh của Quang Hải.